Trân trọng và kính mến, trải qua một tình bạn chân thành để giờ ngày hôm nay đây dành cho nhau một tình yêu trong sáng, như ước mơ giờ đây đã tới, như trời non đơm nhị nở thành hoa, như tình yêu anh dành cho em không bao giờ vơi cạn và lòng em khao khát đợi chờ. Câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ Công Tuyền, Hồng Nhung, họ không thể nói hết bằng lời. Bố công thắng đợi năm chờ là đây, về mừng đám cưới hôm nay, có cơ quan đoàn thể quây quần tại gia, có điếu thuốc lá thơm trà ngọt điểm thêm hoa, chúc mai này đã một nhà không phai. Vậy thì mừng cho chúc đã gặp mai, mừng cho gái đã cùng trai một nhà, vui lòng mẹ thỏa ý cha, vui anh vui chị vui ta vui mình. Và giờ phút ở đây thì tại tư gia hôn chính cưới của gia đình họ nhà trai thân yêu chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị. Và xin được trân trọng kính mời quý vị cùng xây chầu xây nước. Và không để quý vị chờ đợi lâu ồn nữa, MC Thu Trang xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình giao lưu ca nhạc Hát chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Công Tuyền, Hồng Nhung xin chính thức được bắt đầu. Mở đầu chương trình ca nhạc Hát chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi tối ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu nữ ca sĩ Thanh Hoa đến từ trung tâm tổ chức sự kiện dịp cưới Huyền Trường. Xin được mở món quà âm nhạc đầu tiên để trân trọng gửi tới quý vị. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Vâng, lời tiên cho Thanh Hoa xin gửi quý vị những lời chào lời kính chúc sức khỏe thịnh đạt, chúc cho đôi trẻ trăm năm phúc. Và để mở đầu chương trình nghệ ngay sau đây, xin quý vị cùng đến với một ca khúc nhạc trẻ được tên Tình yêu của tôi. Thank you.
xin được trân trọng cảm ơn giọng hát của nữ ca sĩ Thanh Hoa. Vũ Phạm Vinh Ninh đã được tập luyện rất là lâu đúng không ạ?
Giọng ca của nữ ca sĩ Thanh Hoa, xin được trân trọng kính mời. Hot love.
Hãy subscribe.